Ngày 29 tháng 3, Chủ tịch Tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Bộ Công an cho hay, cùng với ông Quyết, nhiều cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty cũng đang bị điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán trong sai phạm xảy ra vào ngày 10 tháng 1. Trong khi đó, tối ngày 29 tháng 3, tập đoàn FLC cho hay vụ án liên quan việc cá nhân của ông Quyết trong giao dịch mua, bán chứng khoán, tập đoàn không phải là chủ thể có liên quan, nên việc này không làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong kinh doanh sản xuất, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của khách hàng, cũng như đối tác. Theo ý kiến từ các luật sư, tội danh của ông Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố có hai khung hình phạt, trong đó khung cao nhất là 7 năm tù giam. Cụ thể, khung 1, khoản 1, có mức hình phạt là phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, cải tạo không giam giữ tới 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung này được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản nêu ở mặt khách quan. Khung 2 khoản 2 có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù, được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng tái phạm nguy hiểm. Ngoài việc bị xử phạt một trong các hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, tội danh thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù giam. Tối ngày 29 tháng 3, công ty cổ phần tập đoàn FLC, tập đoàn FLC đã phát đi thông cáo sau khi ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Theo thông cáo, sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt để hạn chế mọi rủi ro có thể phát sinh và bảo đảm hoạt động thường xuyên của tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết đã tiến hành ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, phó tổng giám đốc của tập đoàn FLC sẽ thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị FDC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hàng không Che Việt. Đồng thời ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Mới đây trên trang cá nhân Hot Girl Trâm Anh đã có mặt tại Cục An ninh mạng để tố giác những đối tượng lan truyền thông tin về một đoạn clip dài 29 giây ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của một cặp đôi và đề cập đó là Trâm Anh. Hiện tại trên các trang mạng xã hội, các bài đăng đều ẩn ý nhắc đến từ khóa TA29 giây, đang chú ý nhiều người còn gọi thẳng tên Hot Girl Trâm Anh và đăng tải những hình ảnh gợi cảm để lại hàng trăm bình luận chấm hóng và xin link. Nhiều ý kiến cho rằng việc lan truyền clip nhạy cảm và tự động gắn vào tên một người nổi tiếng là có hành vi xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, cuộc sống của người trong cuộc. Hành động cứng rắn của Trâm Anh nhận được nhiều sự ủng hộ, nhất là khi hot girl quyết tâm sử dụng pháp luật để lấy lại sự trong sạch cho bản thân. Mới đây, đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, ông LMT, trưởng khoa của Đại học Luật Hà Nội đã làm đơn xin thôi việc từ tháng 2 năm 2022. Trước đó một ngày, Đại học Luật Hà Nội thông tin cho báo chí về việc nhận được đơn tố giác một trưởng khoa của trường có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo. Trường Đại học Luật Hà Nội cho hay nhà trường đã giao cho các đơn vị chức năng tiếp nhận, thụ lý, xác minh làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền. Thông tin từ ban an toàn giao thông thành phố Mông Cái tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ tài xế Mercedes GL400 gây tai nạn kinh hoàng xảy ra trên địa bàn vào chiều 27 tháng 3. Danh tính tài xế được xác định là Hoàng Công Trung, 43 tuổi, trú tại phường Hòa Lạc, thành phố Mông Cái. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Hoàng Công Trung đã điều khiển chiếc Mercedes GL400 biển số 14A60417 đâm vào nhà ông Nguyễn Đức Hát, 58 tuổi, số nhà 113 Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Mông Cái. Nhiều người dân tại hiện trường nói rằng tài xế xe Mercedes có biểu hiện không tỉnh táo. Tài xế hiện đang được các đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm với các chất kích thích Ngoài ra tài xế chung đã cố tình đâm vào nhà ông H do có khúc mắc cá nhân. Sáng ngày 29 tháng 3, công an huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trương Quang Cường, 43 tuổi, ngụ phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi về tội cố ý gây thương tích. Trước đó ngày 25 tháng 3, Trương Quang Cường đeo khẩu trang đi vào nhà ông TVD ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành dùng dao cứa cổ tay cháu TTA 3 tuổi rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, gia đình đưa cháu A vào bệnh viện cấp cứu và được chuẩn đoán đứt gân tay và mạch máu. Vì vết thương nặng nên cháu A được chuyển lên cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đồng thời, gia đình cháu A cũng trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương. Được biết, Cường có quan hệ tình cảm với chị D, mẹ của cháu TA, từng chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian qua, hai người xảy ra mâu thuẫn, chị D về nhà anh trai để ở nhờ. Tại cơ quan chức năng, Cường khai nhận anh dùng dao lam rạch tay cháu TA để cảnh cáo chị D. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến 14 giờ ngày 29 tháng 3, cả nước đã tiêm hơn 205,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Một số tỉnh, thành phố có số tiêm mũi 1, mũi 2 cao hơn số dân từ 18 tuổi trở lên. Và số tiêm mũi 2 cao hơn mũi 1 do di biến động dân cư. Tính tổng cả mũi 3, mũi bổ sung và hơn 1,5 triệu mũi 3 của vaccine Abdala, đến nay cả nước đã tiêm gần 49 triệu liều mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Tại đây, các tỉnh thành phía Bắc tỷ lệ tiêm đạt 5%, trong đó tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tiêm nhiều nhất với 83,3%. Theo đó là các tỉnh thành phố gồm Lạng Sơn, thành phố Hà Nội và Bắc Giang. Mới đây, Ngoại trưởng Nga cho biết Nga rất mong muốn có một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Ukraine, nhưng Moscow sẽ không chấp nhận việc phương Tây làm trung gian trong các cuộc đàm phán với Kiev. Cũng theo Ngoại trưởng Nga, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine đã rất nỗ lực để đưa hai bên đến bàn đàm phán. Tuy nhiên, không cần thiết để đưa Liên minh châu Âu hoặc Mỹ, những nước ủng hộ Kiev, vào tiến trình đàm phán hòa bình. Ông cho rằng các đối tác phương Tây hiện không còn đáng tin cậy. Chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea nghi bị đầu độc bằng vũ khí hóa học sau khi tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga hồi đầu tháng 3 năm 2022. Cụ thể, ông Abramovich có triệu chứng mất thị lực trong vài giờ, mắt sưng đỏ, chảy nước mắt liên tục, da tay và mặt bị bong chóc. Được biết, tỷ phú người Nga đóng vai trò trung gian kết nối với mục đích sớm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Người đại diện của Abramovich cũng xác nhận ông mắc các triệu chứng nghi nhiễm độc và điều trị tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tình trạng sức khỏe hiện tại của tỷ phú gốc Nga đã được cải thiện. Trước đó, tỷ phú Abramovich bị chính phủ Anh trừng phạt với mọi quyền hành và phong tỏa tài khoản câu lạc bộ Chelsea, khiến đội bóng thành London rơi vào cảnh lao đao. Theo Bloomberg, sau khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine kết thúc cuộc thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 29 tháng 3, Moscow đã chính thức tuyên bố sẽ ngay lập tức cắt giảm các hoạt động quân sự ở gần Kiev và Chernihiv của Ukraine. Nga cũng tin rằng phía Ukraine sẽ phối hợp thực thi nhiệm vụ này. Trong khi đó, các nhà đàm phán Ukraine cho biết, nước này đang tìm kiếm sự bảo đảm an ninh quốc tế cho vùng lãnh thổ không bao gồm các khu vực do phe ly khai kiểm soát như Donbass hay bán đảo Crimea, nơi Nga đã đồng ý sáp nhập vào lãnh thổ. Trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 3, giá đồng rúp của Nga đã tăng trở lại và đạt mức cao nhất trong hơn một tháng qua so với đồng đô la Mỹ. Cụ thể, trong chiều 29 tháng 3, đồng rúp được giao dịch với giá 87,98 rúp đổi được 1 đô la Mỹ, tức tăng 2%. Có thời điểm đồng rúp được quy đổi ở mức 87,40 rúp trên một đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ ngày 28 tháng 2. Theo Nikkei Asia, hãng công nghệ Apple đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng điện thoại thông minh iPhone và tai nghe AirPods trong bối cảnh của khủng hoảng Ukraine và tình hình lạm phát đang bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu đối với mặt hàng điện tử tiêu dùng. Cụ thể Apple dự định trong quý tới sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 2 đến 3 triệu chiếc iPhone SE, tương đương với mức hạ giảm 20% so với kế hoạch ban đầu. Hãng cũng giảm lượng đơn đặt hàng tai nghe không dây AirPods hơn 10 triệu chiếc cho toàn bộ năm 2022 nhằm giảm lượng hàng tồn kho trong bối cảnh nhu cầu thị trường khá ảm đạm. Những động thái này đã diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ thế giới đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi cuộc xung đột tại Ukraine làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát và thiếu hụt chất bán dẫn hiện tại apple vẫn chưa bình luận gì về thông tin được nikkei asia đưa ra. những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tâm chấn vitv. xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối nay một lần nữa xin quý vị đừng quên xem và subscribe kênh youtube của vitv. xin kính chào và hẹn gặp lại.